khúc ca thiết tha cho từng giây phút ta gặp nhau, cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Ngày em bước đến bên cuộc đời anh, ánh mắt ấy ngát hương gió xuân, với cả thế giới của bình yên. Em yêu thương ngàn lần anh muốn nói, một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng. Một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói Thank you.
đây được sự nhắc đến là của hai gia đình, và chúng ta thấy của gia đình đứng địa phương. Hôm nay tôi là chú Minh Chánh xin đại diện cho phái giáo và điện trang đó là vừa họ nhà gái là nó sẽ rất đáng bị ra. Và thứ việc là để thì nó cũng từng bước một, nhưng mà bây giờ khi cho cái tình hình chung của cả nước thì là trong từ đó được sự nhắc ký và gọi nhà gái đại diện nhà gái. Nên hôm nay chúng tôi đến đây trình để thì một ngày đây là mình cũng trình để với họ nhà gái. Hôm nay chúng tôi đến giờ cũng có sớm lẽ đó là cái đó rồi. Lễ đính hôn thì cái lễ đính hôn thì hai vị khách đã cũng trang trang cho nhau rồi. Tiếp theo là lễ tịch, rồi tiếp tục là lễ đại nạn, không phải là lễ đại nạn. Trong số lễ là khám xét tất cả số tập lượng mâm quá lễ đại nạn thì như thế gửi trang cho chém thì gia đình chúng tôi thì cái đó là bạc là hai lượng tiền mặt tiêu về 20 triệu. À, thứ bậc này họ phải thế nào thì khi mình làm như vậy thì hôm nay thì chúng ta là mình thì sống rất là bản tỉnh từ từ các bạn. Dù phong tục và tập quán của mỗi miền tuy có khác nhau, nhưng tự chung tất cả đều hướng ta đến với sự toàn mỹ của cái đạo làm người. Cổ nhân có câu: cây có cội, suối có nguồn, con chim có tổ, con người có gia tiên. Điều đó như hàm nhắc nhở ta luôn phải hướng tâm về với cội nguồn. Không có tổ tiên sao có ông bà, mà đã không có ông bà thì cũng chẳng có ta. Và điều dĩ nhiên không có ta thì làm sao có được đôi uyên ương như ngày hôm nay. Do đó trong nghi lễ thành hôn, cô dâu chú rể sẽ được hướng dẫn đến trước hương án, thắp lên những nén nhang lòng như muốn lễ trước là tạ ơn trời Phật đã giúp cho họ có được cơ hội đạt thành sở nguyện, kết tóc xe duyên. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau, đình đám. Duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông, đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang, duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm, không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay. Tôi xin phép thay mặt họ nhà gái. Trước khi tổ chức cái lễ thành hôn này, cả hai gia đình cũng thống nhất
các cái thủ tục cần để và cũng đã đồng ý là tất cả các lễ đều thưa một lần. Sang đã hoàn thành cái thủ tục từ các cái lễ về chung mời như Sang mời để mừng thầy chắc. Xin phép bên nhà trai đã từng cắt lễ xong, bây giờ đại diện của bên họ nhà trai đã dùng cái chung điện để với nội của Minh Thư và xin mời tất cả của hai đoàn họ chúng ta lập như vậy. Thì tôi cũng nói thiệt là cái thâu mà nửa tâm ấy là cũng tự giám bước để nhìn tránh hạn chế tiếp xúc, cho nên là rất mong hai bên thông cảm. Giờ mình lập ly lên, bây giờ đến và hai bên cùng nhau ly lên là mình dâu chú rể trao cho nhau chiếc nhẫn cưới với nụ hôn đầu đời trìu mến cũng mang khá nhiều ý nghĩa. Về phương diện tinh thần thì chữ nhẫn rất quan trọng trong việc xử thế hàng ngày. Trong đời sống chồng vợ thì cổ nhân lại dạy rằng chữ nhẫn là chữ ngàn vàng, ai mà nhẫn đặng lại càng sống lâu. Sống lâu ở đây cũng còn mang ý nghĩa là bách niên giai lão. Về phương diện vật chất, nhẫn cũng là một thứ kim loại bằng vàng, bằng đá quý, dùng để trang sức và cũng có thể để dành làm của. Bởi thế cho nên khi chú rể trao nhẫn cho cô dâu là thầm nói: anh trao cho em một bảo vật quý giá này như là một bảo chứng của tình yêu. Cho họ nhà trai
Thưa, diễn tập hay quá. Thưa, có gọi nhà gái. À, hôm nay thì có thể là cái phần nhỏ sẽ có quyền thì cũng như là phần nhà gái có cái điều kiện thì phần nhà gái cũng xin nhận cái điều kiện thưa nó gọi nhà gái. Cái là cái quy định trong việc của mình tổ chức ra thì tất nhiên nó không có gì khi cái phần mà để quyền nó có gì và tiếp theo là vào trận còn ở đây là vào nhà ga và tiếp đó rất là nồng ấm với các tình cảm hai đứa nhỏ còn hai đứa không cười lên chắc cứ vậy cười lên chắc thì nhận quà mà vui lắm không năm là cũng thoát ra thầy cháu nó mời thầy hội không quay lại chút để cho mình kỷ niệm. Em không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi em nhìn anh là em thấy cuộc đời em là quá khứ và cả tương lai là hiện tại không bao giờ phai tình yêu trong em vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn chỉ là em đôi khi khó nói nên lời mong anh hãy cảm nhận thôi cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời em yêu anh vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân nồn nào lần lần sao xuyên đến ngập lòng ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa rộn ràng chiều rước dâu về dinh ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình tình kết trái đắm trời xanh non thơ kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa tóc cô dâu ta xin kết bông 10 giờ bên chú rể lên trần che lỏng vàng lá chuối xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi mỗi tờ sắc son bạc đầu gian khó vẫn không sợ ta một lòng bên nhau tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu rộn ràng hạnh phúc đang tràn dân nồn nao lần lần sao xuyên đến ngập lòng ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa rộn ràng kiều rước dâu về dinh ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình tình
kết trái đắm chồi xanh non thơ. Kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống các bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng dạng lá chuối, xây tổ ấm uyên ương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ đây gắn bó trầu cao đến trăm năm, thủy chung sắc son bạc đầu, dạng khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi. Bây giờ là ghét là tôi cho họ chà ghét nên để không chấp họ chà ghét mời. Xin phép thưa những hai họ thì được sự thống nhất của chính quyền và chính thuật của chính quyền của các tường đã chính thức công nhận hôn nhân của Minh Phương có việc và được sự hỗ trợ của hai gia đình. Do đó hôm nay hai cháu đã đi đến chương trình để thành hôn. Trước hết xin thay mặt họ nhà trai hay họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn họ nhà trai tiếp đón họ nhà gái chúng tôi rất là lòng và cũng thống nhất hôm trước giữa cái họ nhà trai và nhà gái thì tôi xin mời ông cái liên hệ này để chính thức trao con gái của tôi cũng ta cho chú rể là những cái những công việc và kể từ hôm nay hai cháu hai con đã trở thành vợ chồng mong rằng cả hai bên chúng ta cần phải hỗ trợ về tinh thần và kể cả vật chất nếu có điều kiện để mà hai cháu tiếp tục phát triển gia đình hạnh phúc và cũng mong rằng trong cái thời gian tới gia đình bên nhà trai tiếp tục tư vấn giúp đỡ tạo điều kiện để cho không những là cô dâu Minh Thư và kể cả chú rể kể được cả hai bên cùng chia sẻ thông tin để cho hai cháu có điều kiện phát triển hơn nữa trong cái sự nghiệp trong cuộc sống hạnh phúc gia đình. Và kể từ hôm nay xin thay mặt bên nhà gái cũng trân trọng kết nghĩa chu gia giữa nhà Nguyễn Kế và nhà Cô Quý. Hôm nay trước hai họ trao đại chu dâu nếu như chào tiến bộ hơn và cũng ngay cái buổi tiệc buổi lễ hôm nay cũng chính thức nhận những cái việc là con rể ở trong gia đình nhà họ Hồ. Và xin cảm ơn. Cháu chính bây giờ là tiến một một vừa duy trì tập hai bên tiến một một tôi hỏi nhà gái theo lo từ đây chúng ta thì bên nhà này chúng tôi chúc bác là xin chân thành cảm ơn và nhận lời kể cả phần lễ vật là mình thật ơn chú vừa và nhà gái cũng sinh ra và cái việc này là mình có cho con cháu thì tất nhiên ở đây họ nhà trai và nhà gái cũng
riêng để tạo mọi điều kiện và chém để dịch vụ phát triển hơn. Một phần nữa là hôm nay tôi xin đại diện cho mọi người đây chấp nhận chính thức chéo thư là con là chéo con dâu chéo dâu của gia đình họ Nguyễn Tấn Tài của tôi. Xin chào chú ba thầy, xin chào thầy đại ô tê. Bây giờ xin mời hai bên cùng năm ly và hai người đại diện của hai nhà. Hai bà mẹ đó mới lời đây. Cảm ơn và
cũng xin đại diện cho phía nhà gái có số qua để trao cho cô dâu chú rể. Những số quà này đã là phát từ tấm lòng của cha mẹ, cũng như là cô đi nhiều chú bác, cũng như chú hai họ, thì cũng xin trao lại cái quà đó để cho chú nhiều. Là cái món quà từ chương trình hiện vật bình quan là vợ chồng của tôi thì cũng không có nhiều, cũng xin đó gia đình nhỏ để tiếp cho được tay và số lượng mà tôi gì chú ép cũng nên chứng riêng anh hai ngày của nó ngày gì tắm tắm xuống cũng tình đầy đủ những ngày chia sẻ cái niềm vui của bên nhà gái cũng như cái niềm hân hoan của bên nhà gái và chào cũng như là Thank you.
cần đó. Hồng trần kiếp này hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu, kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bán thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ chút lưỡng cặp hai bên rồi xin cảm ơn. Tiếp lời của bên họ nhà trai, một lần nữa xin được phép rất là vinh dự là chú hôn cũng là thân phụ của cô dâu Minh Hương, xin trân trọng và chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi hết sức là tình cảm, nhiệt tình và mang đầy cái ý nghĩa nhân văn. Và chúng tôi rất muốn kéo dài cái sự gặp gỡ, tiếp xúc, giao tiếp để hiểu nhau hơn, mình làm như thế nào để cho cả hai họ chúng ta càng ngày càng có cái mối quan hệ gần gũi, gắn bó, đoàn kết để cùng nhau chia sẻ cái trách nhiệm và tiếp tục giáo dục hai cháu trưởng thành. Nhưng mà rất tiếc là trong cái thời buổi nhạy cảm này, cho nên cũng rất mong bên nhà trai cũng như là bên nhà gái chúng ta luôn
là hết sức thông cảm và chia sẻ những cái khó khăn mà chúng ta đang hiện tại đang phải đối mặt. Do đó cho nên là những cái gì mà bên nhà gái chúng tôi có còn thiếu sót trong quá trình gặp gỡ, giao tiếp và chia sẻ những thông tin về giao rễ, về cái quá trình mà chúc mừng cho hai cháu, thì rất mừng cả hai bên, không những là đàn trai mà kể cả đàn gái hết sức thông cảm. Và một lần nữa xin gửi lời chúc mừng sức khỏe cho cả hai họ, nhà trai và nhà gái luôn luôn gặp nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công, cũng như là luôn luôn là gặp nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xin một lần nữa xin chúc hai con chân mình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Chị Trang là tôi muốn phải chúc cô giáo thì cũng như lời của anh ba về nếu trân đầy nữa thì nó không kịp dọc thì chị Trang cũng như vậy. Thôi bây giờ chú Duy Anh bây giờ cái để liên anh màu cái chị dưới đó cạn thì lúc nãy con cũng có hơi xúc động nên là phát biểu nó cũng có những cái thiếu sót, cũng mong quý bác quý cô gì của hai họ quý ba mẹ cũng hỗ trợ cho con. Thì đến được cái thời điểm hiện tại thì cũng gần như là hoàn tất cái lễ thành hôn của hai vợ chồng chúng con, vui mừng hạnh phúc. Vì nó có rất nhiều cái trở ngại nhưng mà đến được ngày hôm nay thì phải nói là con rất là mừng hạnh phúc. Thì một lần nữa vợ chồng con xin cúi đầu, gặp người cúi đầu xin chân thành cảm ơn trưởng tộc hai họ. Chào con xin phép cùng. Chào chào bỏ tay đéo ơi. Vũ mạnh lên đi diễn đó. Gió sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương ta hãy khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời phải không em ơi anh ước mong lâu lắm rồi suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào nơi hoang hôn thơ mộng vàng nơi rừng thông xuyên địa đài nụ hôn anh sẽ ở lại thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài nơi biển xanh trong vời vợi giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi rất hoang sơ rất mơ hồ và thật nên thơ. Sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương